Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Đây là danh sách quà tặng sinh nhật Gia Hân. Bạn Kha tặng con thỏ. Bạn Công tặng cái máy sơn. Vậy mà bạn Công tặng cho mình có khủng long. Bạn Tội tặng cho Gia Hân cái điện thoại. Bạn Lan Khoai tặng cho Gia Hân con búp bê. Mà mọi người tặng với Hân Tân là đồ mới, đồ tặng là cái gì? Đó là đại đĩ treo tiệc thôi. Bạn Hợp tặng cho Giá Hân cây lên bóng. Giá Hân thích không? Cuối cùng bạn Phan tặng cho Giá Hân cái đèn. Mẹ cho tiền con mua kem ăn nha mẹ nhé. Rồi, bữa nay trời nắng là mẹ cho tiền mua kem ăn nè. Một ăn nắng nhưng mà không có tiền. Nhà mình nó tội nghiệp quá, mình mua kem không đủ thì mình mua bánh cho em. Mình phải mua cái gì đó cho em đó, vậy cho mình cùng ăn luôn. Giờ hai mẹ con mình sẽ khui quà nghe. Chắc chắn này hai mẹ con mình lời đậm luôn. Cái quà bạn phát bằng cây quạt. Bạn nghe bạn cái biết ra. Giống có ý chỉ cho gì tặng chiếc xe luôn nha mày. Rồi rồi tới rồi nè. Bạn The tặng chiếc xe. Ít nhất cũng phải làm chiếc xe. Đây chiếc xe đây. Trời ơi. Bạn Mỹ Anh tặng cho Banh. Vậy cũng được hả? Cái này mới giữ nè. Bạn Công bạn khủng lâu. Oh no. Biết biết đâu mà còn nữa nha. Bạn Lai tặng cái cây. Cái này còn đỡ đỡ được. Bạn Được tặng cái lượt. Hết. Mời cái chát chút bạn luôn hả? Con mua cái bánh chỉ có 15 ngàn mà con mời 80 bạn thì người ta không có ăn thì người ta không đi tiền. Cái này là bạn thân dữ lắm, người ta mới đi được nhiêu đồ đó. Mời 80 đứa bạn. Bây giờ sinh nhật sau chắc không cần đứa bạn nào nữa rồi. Đáng tờ là gì vậy kêu kìa. Con ơi, bà trúng số rồi. Tờ giấy số con mới bán cho bà hồi chiều đó. Thế kìa. Bà con đi lãnh lẹ đi. Yeah. My God. Wow. Ui, tờ giấy số của mình đâu rồi? Lại làm chi, chạy thôi. Chạy đi, bà già gượt đó. Mẹ ơi, bà già gượt tuổi con. Bà nào đâu chỉ mẹ coi. Mát cho mẹ. Làm cái gì mà bà gượt con tôi? Bà tính bắt cóc đó hả vậy? Tôi vừa kêu nó đi lấy tờ tờ vé số. Tờ vé số gì? Ở đâu? Ở dưới chân con gái của bà. Sao ba cái tay giả giờ lên để coi coi cái dính tờ vé số nặng trời. Ngon quá, ước gì mình cũng được ăn bánh kem. Có chị đó nhìn tội nghiệp quá, mình có cho chị đó chơi chung không nha Hân? Cái gì đó hay làm gì nhau em?
hai em giết con nít nữa. Em không muốn ta đi đó chơi chung. À? Nhưng bây giờ mình nhìn chị đó tội nghiệp lắm, hay là mình cho chị đó chơi chung đi. Còn em á, cho chị đó chơi chung không? Em nghĩ là cho chị đó ăn chung đi. Ai rồi cũng có mắc sai lầm thôi mấy chị ơi. Chị nghĩ là Hoàng Kim với Bắp nói đúng với Giang Hân. Mình nên cho chị đó một cơ hội để sửa sai nha. Dạ là em nhẫn gì đó đâu đây đúng với mừng. Chị giờ đang đúng với tụi em nè. Cảm ơn bạn sẻ nhiều lắm. Giờ chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật bạn Gia Hân nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you.